Cái con vợ mà cha mẹ cưới về cho con á là một con đàn bà lăng loàn tắc nếch. Nó đã thông dâm với thằng Phan, gia nhân của mình. Tụi nó lén lút liếc mắt đưa tình sau lưng con. Cô đúng là một con dâm phụ mà. Đúng là chuyện động trời mà. Thằng Phan ha, tao nuôi mày như nuôi ông tay áo vậy đó. Giờ mày làm cái chuyện phản chủ, làm cái chuyện bại hoại gia phong. Còn cô nữa, cô đó đương đương là đại tiểu thư gia đình danh giá, sao lại làm cái chuyện nhút nhơ? Thật là đáng hổ thẹn mà. Tội của tụi mày là thông dâm. Tao sẽ đưa tụi mày lên làng nhờ phân xử và cạo đầu bô vô tụi mày. Mày đúng như một con đàn bà lăng loàn như mày. Đẹp mặt cho Kim Xuyến, đúng là không thể nào ngờ được. Nhìn bề ngoài mày đoan trang hiền thục, nhưng bên trong lại là một con đàn bà không biết liêm sỉ. Mày còn cái gì để nói nữa hay không? Hả? Hả? Cứ lôi ta ra đó đi, để xem các người nói thế nào. Tất cả các người đều vu khống ta đó. Các người ngậm máu phun người. Ta chưa làm gì sai nên không có gì phải hổ thẹn hết. Mày còn chối nữa hay sao? Vậy đứa nào hẹn trai đêm khuya rồi bỏ trốn hả? Vậy chẳng lẽ mày đợi tao bắt tận tay dây tận mặt mày mới gọi là thông dâm hả? Mà sao con lại biết nói với thằng Phan thông dâm? Dạ thưa mẹ, đã có người mách mối cho con biết là chúng nó đã tư tình với nhau mấy năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Trao dòng thề hẹn cùng nhau bỏ trốn. Thảo nào nó không cho con làm chuyện vợ chồng với nó, vì nó đã trao thân gửi phận cho một thằng tôi tớ. Không có, ta không có. Các người vu khống ta, các người không được vu khống ta như vậy. Muốn biết rõ thực hư á thì bắt thằng Phan tra khảo. Chuyện này là chuyện điếm nhục gia phong, hay ho gì mà ra làng xã chứ. Cứ giam thằng Phan vào trong củ cho tao, còn cô ta cứ nhốt vào trong phòng không cho ra khỏi gia trang. Còn tao, tao sẽ qua bên gia đình nhà họ Lê để mà nói cái chuyện mà dám gian dối lừa gạt gia đình họ Chu này. Còn tất cả tụi bay, đứa nào dám bép xếp nửa lời tao cắt lưỡi, nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Thank you.